Em hơi tục tịch, mà em hay bảo là tính chó. Tính chó. Hả? Tính gì? Tính chó. Tính chó hả? Dạ. Ủa tính chó là sao? Em thẳng thẳng, em thô. Thẳng thô? Dạ đúng rồi. Em không biết ngọt ngào. Bạn bè mà nóng quá thì em có luyện này luyện kia hay gì không? Không, cãi tay đôi thôi. Cãi tay đôi luôn hả? Cãi chừng nào thắng thì thôi. Thì không thắng được thì mình thua. Thua thì cứ. Thua thì cứ. Mình mối tình thứ ba thì kết hôn ạ. Nhưng mà kết hôn được 7 năm thì cũng chia tay. Con em lớn rồi ạ, một nhóc. À mấy tuổi rồi em? À, năm nay học lớp 11 rồi ạ. Bé lớn rồi cho nên bé quyết định ở với ông nội. Thì em vào đây. Bao lâu thì về thăm con lần? Hồi mới vào thì gần như cứ 2-3 tháng em về một lần. Khoảng 2-3 năm gần đây thì một năm về khoảng 2-3 lần. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Em tên là Phạm Thị Hương. À, quê quán của em là ở Tuyên Quang. Hiện tại là em đang sinh sống ở quận 9. Đang làm sale bất động sản. Ngoài sale bất động sản ra thì em còn một số nghề tay trái nữa, như là sinh chắc vân tay hay là thần số học đấy ạ. Wow. Để hỏi coi coi chị Lan với Linh số mấy nha. Dạ, nhất trí ạ. Mời em trai. Em xin giới thiệu, em là Trịnh Xuân Chiến. Em sinh năm 1985. Quê em ở Nghệ An. Hiện tại đang làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai. Em làm gì Chiến? Em lái máy xúc. Lái máy xúc hả? Dạ đúng rồi. Là cái máy ủi xúc lên hả? Dạ vâng. À rồi. Em làm bên chuyên ngành bê tông. Rồi nhà gái nói một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì mình là một người rất là năng lượng, nhẹ nhàng và rất là vui tính. Khá là hài hước. Khuyết điểm thì mình khá là tự ti. Tự ti gì? Ti vì mình có một ngoại hình nó không được xinh đẹp cho lắm. Không, chị là có một cái ngoại hình trẻ hơn tuổi rất là nhiều đó. Trẻ hơn tuổi luôn hả? Hơn MC. Dạ. Trẻ hơn tuổi là được rồi đó. Thầy thấy là điểm cộng rồi. Nhà trai, nói cho nhà gái biết ưu điểm khuyết điểm của mình là gì. Em biết làm mọi việc nha. Điểm yếu thì em hơi cộc tịch, mà em hay bảo là tính chó. Hả? Tính gì? Tính chó. Tính chó hả? Dạ. Ủa tính chó là sao? Em thẳng, em thô. Thẳng thô? Dạ đúng rồi. Em không biết ngọt ngào. Chết mồ. Thí dụ em gặp cái cô đó mà xấu thiệt là xấu thì em nói sao? Không, không nói được. Em nói cổ xấu quá hả? Không, mình biết là được rồi. À, đừng nói nha. Dạ. Đó, thí dụ cổ đi qua nè. Nói về cổ đi. Chị Ngọc Lan quá xinh. Vậy mà cọc tính đâu. Ta dễ thương gần chết luôn á. Tính chó. Thường á là... Mới nghe cái từ ra lạ thiệt á. Nào giờ tôi hay nghe là ví dụ như tôi có máu chó nha, đừng đụng vô nha. Thì còn có chứ còn tính chó tôi chưa nghe. Không, nói chung chắc là mẹ mắng yêu rồi. Đúng em, không em cọc tính. Cọc tính, tính hả? Nhưng mà thí dụ như giờ người yêu em làm gì em cọc thì em nóng lắm là em làm gì? Không nói gì và đi ra. Vậy cũng đâu cọc tính đâu. Bạn bè em mà nóng quá thì em có luyện này luyện kia hay gì không? Không, cãi tay đôi thôi. Cãi tay đôi luôn hả? Cãi chừng nào thắng thì thôi. Thì không thắng được thì mình thua. Thua thì thua thì thật ra có những điều rất là thật nhưng mình cũng không nên nói thật. À, là... đau lòng người khác, tổn thương người khác. Đang nói cho bà nghe nè, bây giờ là phim ngôn tình nó nhiều dữ lắm. Con gái bây giờ đó bị nhiễm phim ngôn tình rồi. Cho nên rất là mê những cái lời nói mà bay bổng. Mình cân bằng cái đó lại chút xíu ha. Mình tập, cái đó là phải đúng rồi tập đó, đó. Ngoài công việc em rảnh rồi thì em hay đi uống cà phê. Thế mạnh là uống cà phê à? Dạ, em nghiện cà phê. Trời, nghiện cà phê. Giống anh khoái cà phê. Đến coi nhà gái coi sao nha. Ừ, nhà gái ta xinh nè. Chào em gái. Dạ vâng, em chào anh Quỳnh Linh. Rồi, Hương nãy giờ Hương nghe một người đàn ông cọc tính chút xíu. Thô thật, tính chó. Dạ, cái câu này ở ngoài Bắc cũng hay nói. Ngoài Bắc hay nói đúng không? Dạ vâng. Em có lo lắng gì về cái tính tình bên đó không? Cũng hơi lo một xíu ạ. Đôi khi em cũng hơi cọc tính một xíu. Em cọc luôn đó hả? Vâng. Hai người cọc tính nhau, mệt á. Rồi, đường tình duyên em sao nè? Đường tình duyên thì khá là trắc trở ạ. Có mấy mối tình? Thì có 1, 2, 3. Đến mối tình thứ 3 thì kết hôn ạ. Nhưng mà kết hôn được 7 năm thì cũng chia tay. Con em lớn rồi ạ, một nhóc. À mấy tuổi rồi em? À, năm nay học lớp 11 rồi ạ. Bé mỗi... lớn rồi cho nên là bé quyết định là ở với ông nội. Thì em vào đây. Bao lâu thì về thăm con lần? Hồi mới vào thì gần như cứ 2-3 tháng là em về một lần. Khoảng 2-3 năm gần đây thì một năm về khoảng 2-3 lần. Nhưng mà sau khi chia tay ông xã rồi đó, mình cảm giác là mình có một cái gì mà nó chưa hoàn thiện trong hôn nhân không? Ví dụ như mình đang thiếu sự bao dung ở trong đó. Ừ. Có thể là người ta phạm sai lầm chẳng hạn, thì mình nên bao dung một chút. Thế thì bên này như thế nào? Em cũng yêu hơi nhiều. Nhưng ba cột mốc đáng nhớ là năm lớp 4. Lớp 4 mà yêu rồi hả? Dạ. Thấy cô bé bên cạnh lớp cạnh xinh quá, không biết tỏ tình, biết thư tay.
Được rồi. Kiểu đứa em lớp giới gấp lại nó đẹp lên cho giáo viên phụ trách của bạn đấy. Trời ơi, lớp 4 mà đã chiêu trò vậy rồi. Cô giáo là nhìn thấy nét chữ là biết chữ của em. Cô nói một câu là mày học ngu như bò, biết thư tình hay lắm. Cuộc đời cậu con trai này sao nó nhiều trắc trở quá. Mẹ thì nói tính chó, cô giáo nói học ngu như bò. Thiệt là tình. Hai con rồi đó, còn 10 con nữa là đủ 12 con giáp. Nói vậy thôi, chứ thật ra tính cậu đó không có đơn giản vậy đâu. Cái này là cứng rắn đó, bản lĩnh lắm á. Mối tình thứ hai thì năm 2009 là em đi học nghề. Học nghề thì em có gặp một bạn nữ kia cũng học chung trường với em, quen một năm. Do cái tính chất công việc của em là chuyên phải đi những công trình xa đó. Lúc đấy cũng đang tuổi trẻ, mình cũng ham chơi nữa, chưa có nghĩ đến cái vấn đề xây dựng gia đình. Dạ, mối tình cuối cùng là mối tình chớp nhoáng, và bây giờ em là một ông bố đơn thân. Chớp nhoáng hả? Quen, cưới và sinh trong vòng một năm. Con em lớn chưa? Con em hiện tại 5 tuổi. Trai hay gái? Con gái ạ. Hiện nay cũng ở với em. Rồi đi làm vậy bỏ con gái nhà ai lo? Em ở đấy thì có vợ chồng em gái cũng ở gần em. Rồi có mấy đứa em cùng làng nó cũng ở đấy. Hôm nào mà mình về đi sớm về trễ thì mình nhờ. Em gái, một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Cái sự sạch sẽ. Em thích người nào đó cao hơn em một cái đầu cả về nghĩa đen và nghĩa bóng luôn ạ. Cái đó cũng khó lắm đó. Có nhiều người cao hơn cái đầu thiệt, nhưng mà thấp hơn về nhiều thứ. Có nhiều người cao hơn nhiều thứ nhưng thấp hơn cái đầu. Rồi bây giờ tương lai nè, muốn có một người bạn đồng hành với mình như thế nào? Tuổi tác nó với lời ngoại hình không quan trọng lắm, quan trọng là tính cách, cũng thiên về gia đình nhiều. Thế thì có điều gì mà bạn không thích ở người phụ nữ không? Nếu mà không thích gì thì bạn phải nói ra. Em sợ phụ nữ im lặng. Còn bây giờ thôi, mình hỏi người thân xong mình mở rào thôi. Nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bé bạn với lại sếp của em. Nhân sẽ đi với nhà gái là to cao, khá là dễ thương, làm nghề bất động sản thì ngoại giao với giao tiếp thì chắc là tốt. Hy vọng là hai người sẽ tạo thành một cái mảnh ghép mới cho nhau vượt qua những cái gì đã đổ vỡ vừa rồi. Rồi, cảm ơn em trai. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với hàng xóm ạ. Nói chung là rất là tuyệt vời. Đối với tôi thì tôi mong hai bạn có trao nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Cảm ơn bạn hàng xóm. Thôi bây giờ hai bên gặp mặt nhau đi, rồi mình coi tính tình sao đó, những gì nãy giờ mình cảm nhận có đúng hay không nha. Mở rào. Mình có một chút quà gửi đến bạn. Cái này sẽ giúp bạn ghi lại những cái khoảnh khắc rất là đáng nhớ hoặc là những cái gì đó quan trọng trong cuộc sống của mình. Cảm ơn bạn. Tặng cái gì mà ghi đáng nhớ vậy? Mở ra coi chiến. Một cái viết. Ý là tối nay về ghi lại vật ký đó. Dạ. Lần đầu tiên gặp Hương, anh thấy nôn nao, xôn xao gì đó ha. Tặng bạn gái với lại quý vị khán giả bài đưa em về Hà Tĩnh. Em ơi, anh mời em về thăm quê hương anh Hà Tĩnh. Sông Lam và Hồng Lĩnh nếu bước chân người đi. Em ơi, anh mời em về bên dòng lá xanh mát. Thiên cầm nghe biển gọi những chuyến tàu khơi xa. Mà tình sâu nghĩa nặng. Không nhớ. Nhớ luôn. Rồi, em gái hát bài cơ Hương. Em thì em không thuộc lời bài hát đâu, em xin phép cầm giấy nhá. Hát bài gọi là cái bài này gọi là tủ đứng của em nhá. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời. Xin cho tay em còn muốt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này. Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài. Bạn nghĩ sao về một ông bố đơn thân? Mình rất hâm mộ những người như vậy luôn ạ. Bởi vì không phải ai cũng lãnh được cái trách nhiệm đó là chăm sóc con, và nhất là những đứa bé còn nhỏ. À, thế bạn nói bạn có một bé gái đúng không? Mình ao ước có một đứa con gái. Rất là thích được chăm sóc bọn trẻ con. Rất thích luôn ạ. Tớ cũng thích trẻ con. Cái quan điểm sống của mình là yêu trẻ và kính già. Vì bản thân mình cũng cảm thấy như mình tuy lớn tuổi về số đếm, nhưng mà trong tâm hồn thì vẫn còn trẻ con lắm. Giống mình. Bây giờ Chiến đứng lên nắm tay Hương, tiến tới đi. Nắm hai tay Hương, bước tới.
chủ động đàn ông nào. Chiến nói với Hương đi, nếu anh là chồng em, anh sẽ làm gì? Và ngược lại, Hương cũng vậy, nếu là vợ anh, em sẽ làm gì? Mình thì không dám hứa hẹn gì nhiều, tại vì mình không thích nói, mình thích làm. Nên nếu mà mình đi tiếp thì mình sẽ cố gắng làm cho bạn thấy chứ mình không thích. Làm nhưng mà làm cái gì? Thì bù đắp những cái gì đã, những cái gì trước đây bạn đã thiếu thôi. Rồi, thôi, về ghế ngồi đi các bạn. Thật ra thì anh có thể giúp em nói nhiều hơn nữa, nhưng mà anh muốn những gì từ trái tim của em nói ra để bên nhà gái sẽ hiểu hơn. Nếu chúng ta cảm giác khoảng 50% trở lên, ta cho anh ấy cơ hội nhắm mắt lại. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Hương không bấm. Thật ra chúng ta cũng đã hiểu câu chuyện, tức là Chiến chưa thổ lộ hết. Có đôi khi người ta nói là đàn ông không nói, tôi không nói được, tôi chỉ làm thôi. Nhưng mà làm thì ai thấy được. Và anh nghĩ rằng đây là một câu chuyện có thể Chiến sẽ rút kinh nghiệm. Bất kỳ một đối tác làm ăn hay là một người mà mình thích, mình cũng phải nói tất cả những cái gì suy nghĩ của mình cho người đó nghe, Chiến ạ. Đúng không Hương? Dạ đúng. Phải đó là những điều mà làm cho chị phân vân không? Dạ đúng ạ. Chúc hai bạn mọi điều tốt đẹp nhất. Dạ vâng, cảm ơn anh Quyền Linh. Cảm ơn Ngọc Lan. Cảm ơn bạn nha. Rồi. Rồi. Chào các tường ở bên kia tường. Rồi chào bạn. Kính chào quý vị khán giả. Bên kia màn thôi, không có bên kia tường ha. Dạ, em tên là Võ Tấn Lực. Sinh năm 88. Em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai ạ. Làm nghề gì? Dạ em làm cơ khí thuộc hàng, hàng xì ở tại gia. Cơ khí thuộc hàng là sao? Hàng cơ khí là bên cơ khí, nhưng mà mình thuộc nghề bên hàng á. Vô đây bao lâu rồi? Dạ em vô đây được ngày chạy. Được ngày à? Dạ. Là sao? Nghĩa là em mới bắt xe vô đây được một ngày. À, vô để tham gia chương trình mà muốn hẹn hò thôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Là xong là về lại đúng không? Còn nữa chị, đi chơi nữa chị, rủ bạn gái đi chơi chứ. Bạn gái giới thiệu đi cưng. Con chào chú Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường. Em tên là Hoàng Thị Bình. Năm nay em 24 tuổi, đang là nhân viên kế toán. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Đắk Lắk. Mình vào đây lâu chưa? Dạ em vào đây được 5-6 năm rồi. Vậy bây giờ bạn trai thì ở xa, xuống đây tính nhờ chương trình bạn muốn hẹn hò, rồi có bạn gái đi chơi vài bữa rồi bạn về quê bạn lại. Dạ. Ý em tính làm sao? Dạ cũng được ạ. Sao dễ dãi vậy? Rồi người ta đi luôn rồi sao? Chắc không. Chia sẻ chút xíu khó khăn. Bình tĩnh. Xá ra xôi nói cho bạn gái nghe đi. Xa xôi thì không có gì xa xôi hết anh. Cũng muốn có vợ rồi mà. Xa còn nào phải đi bằng được. Quyết tâm lấy vợ bằng được. Đấy. Nếu mà hẹn hò nhau thì mà bao lâu xuống đây? Tùy theo công chuyện hoặc là thời gian rảnh của bạn gái hoặc là của em sắp xếp được thì mình liên lạc với nhau hẹn lúc nào đấy. Em làm chủ thì em sắp xếp được hết đó chị. Nghe, yeah, dạ. Làm chủ hả? Làm tại nhà mà chị. Em muốn bao lâu thì bạn trai xuống thăm em lần? Một tháng gì thôi. Một tháng mấy lần? Tháng 2-3 lần luôn em. Dạ được. Lần chi vậy? Thôi. Ông kêu mạnh miệng dữ. Lần anh nhớ chịu nổi rồi. Thiệt, yêu rồi là nhớ lắm á. Giờ mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Em thích người có nụ cười đẹp. Nụ cười đẹp. Đẹp không? Đẹp không? Cười thử coi bạn nghe đây. Cười lớn lớn xíu nữa. Cao tới 1m6 là được rồi. Được không? Dạ được, 1m6-15. Là người biết quan tâm. Có, cái đó là em dư sức luôn. Em chưa nói thôi. Không bao giờ em nói đi em. Em là một người biết quan tâm, rồi. Đặc biệt là bạn gái. Ừ. Thích đi hát karaoke hoặc là đi uống cà phê. Hát thử câu nghe coi. Đứng lên mình biểu diễn luôn cho nó thoải mái, đứng lên. Đúng rồi, như ca sĩ coi. Khi màn đêm buông xuống, từng bước chân rơi trên lòng đường, trôi về nơi quen lãng, chân dấu đi bắt đầu ngày tháng, chơi với cánh chim bay, thời gian in hàng bao đôi thay, đôi chân đi về đâu, giữa không gian bao trùm nỗi sầu. Yeah, yeah. Bao lần ta mơ ước, yeah, dưới bước chân lang du mỏi mòn, khi tình yêu lên tiếng, sau tháng năm mây lâu tìm kiếm, yeah, đã nắm giữ trong tay, rồi tan tành như khói mây, dưng dưng đôi bàn tay, vẫn trong mong tình yêu về đây. Yeah, yeah. Hết hả? Còn nãy mà thôi. Được, được, được. Trời ơi, dữ dội lắm à. Hay quá ha. Để đó là ưu điểm đó hả? Dạ. Biết nấu ăn nè, lau nhà giặt giũ, nói chung là một người đàn ông của gia đình. Ừ. Nhưng mà em cũng cần một người phụ nữ của gia đình. Bạn nữ thì em yêu cầu cũng không quá nhiều. Cao tầm 1m50 trở lên. Được. Còn hiếu thảo,
biết quan tâm, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Được. Còn công việc em không quan trọng. Cho nên là về đó thì em thích thì em lo cho công chuyện buôn bán, rồi phụ mẹ em. Ví dụ nhà em thì cũng có Photoshop, nói chung nhiều thứ đó. Có nghĩa là giờ là lấy em là thứ nhất là đi về quê em ở. Nhà em ở già. Thứ hai là làm dâu. Dâu. Bây giờ mẹ bắt làm nhiều quá mà bạn gái làm không nổi thì sao? Em có thể phụ, mẹ em có thể phụ với chị. Có không? Dạ có chứ. Ồ. Hôm nay đi xuống đây là mẹ có dặn dò gì không? Cố kiếm được cô về không? Thôi mày ở đấy mày ăn màng luôn. Dạ. Mày đâu nghề của em thì em ở trong này em kiếm việc em làm cũng được, còn ăn mày. Đúng rồi. Nhưng mà nãy giờ nói ưu điểm không à, khuyết điểm. Hút thuốc cũng hơi nhiều. Thôi bỏ bớt đi. Mà cũng hay cộng nhau. Bao giờ tới tiến tới hôn nhân được? Tầm một năm. Vậy là trong một năm nay là mình yêu xa là mình phải một tháng đi lên đi về mấy bận vậy đó. Không sao. Tốn tiền quá vậy. Được vợ mà tốn tiền gì trời. Tính toán thế. Rồi mỗi lần mình ở xa mình xuống mình thăm bạn gái mình có quà cáp gì không? Mình có lãng mạn không? Nên là có quà thì cũng có, nhưng mà quà nhỏ nhỏ thôi. Rồi lên tới đấy thì dẫn bạn gái đi chơi, thì bạn gái chỉ cái này cái kia mình mua chứ. Em thích con gấu bông đấy. Có gấu bông tặng cho em liền. Hay. Anh em thích chiếc nhẫn ngọc xoàn này. Đủ khả năng thì mua không đủ thôi, sao mua được. Ồ. Nhưng mà đủ khả năng là mua đúng mua không? Mua chứ. Ủa vợ, vợ đẹp thì mình phải hạnh diện đúng vậy rồi. Trời ơi, sao không hạnh diện? Rủ có chia tay mình lấy nhẫn mình lột lại, đúng không? Giờ không cho anh Linh nói. Không có cho, tước quyền anh luôn, không cần cho, không cần cho. Bây giờ cuối cùng là chuẩn bị lấy vợ là mẹ chuẩn bị hay là mình chuẩn bị? Dạ, em thì cũng chuẩn bị một ít thôi, 30% thôi. Nếu muốn mà đủ chuẩn luôn em thì phải 3-5 năm nữa thì mới có mình em lấy vợ được. Mà thôi kệ, giờ này cũng thèm vợ lắm. Lành quá. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Nói yêu nhau thì chắc tầm một mối à. Vừa em nói không thì chắc 3-4 mối rồi đó. Mà toàn người ta đi lấy chồng hết rồi. Ủa lý do sao chia tay vậy bạn? Em thì đi làm rồi, còn người ta thì còn học cấp 3. Thì em cũng sợ là ảnh hưởng đến cái việc thi tốt nghiệp của người ta, là em còn tránh xa một tí. Tốt quá ha. Thôi xong rồi em đi làm xa. Đến lúc người ta thi tốt nghiệp xong thì rớt rồi kia, về người ta lấy chồng. Để anh xem bên đàn gái thế nào rồi thông báo cho em coi thế nào nha. Xin chào, dễ thương quá. Mình có đồng ý về quê ảnh không? Trên nó có công việc cho con thì con về. Có chứ. Dạ. Đàn đồng tiêu, đồng tiêu nè. Có thích chồng làm nghề hàng không? Hàng là hay nóng tính lắm á. Tại ở nhà ba con cũng hàng. Ủa vậy hả? Ba làm nhiều nghề lắm. Ồ vậy được rồi, vậy là con rể cũng hàng luôn được rồi á. Được, dễ thương lắm em, dễ thương lắm. Trước giờ mình có mối tình nào chưa? Dạ em cũng ba bốn mối tình. 3-4 mối tình rồi. Rồi mối tình cuối cùng sao chia tay? Bạn kia có người yêu rồi mà em không biết. Nói chung là bạn gạt mình đó đúng không? Xí dạ, gạt đó đúng không? Dạ. Bạn nghe bạn gái bên kia có 3-4 mối tình, bạn có lo gì không? Lo là đâu, thì cũng hơn em được có 2-3 cái mấy. Cũng có kinh nghiệm nhiều hơn em. Em không quan trọng ở chuyện đấy. Đừng có để người khác lừa nữa, nhiều nó được cái gì đâu mà. Em ít hơn em bị lừa nhiều quá chứ. Bị lừa sao? Tán đã 3-4 tháng để đã ra cái tao cào lắm là 6 tháng là về lấy chồng luôn. Em làm ông mai bà mối mắc tay lắm á, đụng vô cô nào cái là cô đó có chồng liền. Chết em. Được, được. Nay đụng vô kia, cô kia có chồng nữa. Có, nhưng mà em làm chú rể thì được, còn không em không đụng đâu á. Rồi, hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em có đi với em con cậu. À. Dạ em chào chị Cát Tường, chào chú Quang Linh ạ. Em chào chị ạ. Em thấy chị gái bên này sao? Em thấy chị là cũng rất là dễ thương, chị cười rất là có duyên, và chị rất là xinh ạ. Rồi. Bạn gái có đi với người thân dạ, không? Dạ hôm nay em đi với chị họ và mấy người bạn của em. Dạ em chào chị Quyền. Chào chị Quyền Linh. Dạ, em chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường. Em thấy anh bên này thì vui tính, ga lăng rồi nhiệt tình cũng hài hước. Bạn em thì nhiều lúc tính cũng trẻ con, cũng hay giận hờn vu vơ á. Không biết anh có chịu được không? Đấy, chịu được. Chứ nhiều lúc cũng muốn có một người yêu mà có một tính phần nào đấy của trẻ con. Nũng nịu mình thì mình dỗ dành đấy. Nhưng mà đừng có trẻ con nhiều quá. Đâm ra khi bị mua sữa cho bú nữa. Bình nóng tính. Thì những lúc mà bình nóng tính như vậy thì không biết là anh sẽ làm gì? Anh sẽ xử lý như thế nào? Có chứ. Mình vui tính mà nhiều lúc mình làm trò hài, trò hề. Hoặc là hát ca gì đấy. Bạn nó đang nóng tính, đang có gì bực bội mà anh hát bạn nó càng khó chịu hơn thì sao? Dẫn đi ăn kem. Không thì mua hoa hồng, mua nhẫn gì đấy tặng cầu hôn. Chạy nào trật rồi hết lạ. Sau khi nghe anh chia sẻ thì em thấy là anh cũng là khá hợp với là bạn của em. Thì em mong là hai người sẽ cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau hơn. Rồi, cảm ơn em. Hai người này gặp đi, em thuyết phục sao bên kia đồng ý nha. Kéo màn lên. Nãy giờ hơi ít nói rụt rè ha.
Thấy có gì nữa là cứ mạnh dạn nha. Dạ này, em cảm ơn anh. Em thấy anh như thế nào? Dạ cũng đẹp trai. Anh thì cái yêu thì anh chấp nhận ba cái, là một là mình thay đổi, vì người mình yêu mình thay đổi một phần nào. Hai là mình phải chấp nhận những cái tật xấu người ta. Ba là phải chung tình, thật thà. Em nghĩ chuyện làm dâu như thế nào? Dạ đối với em thì bình thường. Quan trọng là nếu như mà mẹ chồng thương em thì em thương lại mẹ chồng. Mẹ anh rất là hiền. Mà mẹ anh thì hồi trước là cũng có nói với anh này, sau này á, mày mà cưới về tao mà tao thương con dâu hơn thì mày đừng mà đắt tao. Mẹ anh cũng là phận làm dâu, cho nên cũng hiểu cái tâm lý của con dâu như thế nào. Nhận xét người đối diện thế nào? Đừng khỉnh dễ thương, cười có duyên. Giờ mình đứng lên mình tiến sát gần lại mình tỏ tình. Giống như nãy nha, biểu diễn ấn tượng đàng hoàng. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương. Đêm từng đêm cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Nhảy giờ lên. Đứng cái tướng xấu vậy. Quỳ xuống luôn cầu thôi. Rồi nói gì đi. Nếu như em đồng ý là mẹ gái anh hứa anh sẽ yêu em nhiều hơn anh nói. Chứ anh nói là nhiều lắm rồi đó. Lâu lắm rồi. Thôi cho đứng đi. Ngồi luôn đi, mỏi quá. Em thì thích trai em gái. Anh thì anh sao cũng được rồi. Em sao cũng được. Nhá, trai hai là đủ rồi. Anh không có nhiều mà miễn sao em có sức thì anh cho đẻ. Bình thường. Em nãy giờ em nhìn cười, anh cười có duyên không? Làm sao có duyên? Cười lại nghe coi. Chúc mừng hai bạn nha. Giờ mình làm thủ tục rất là quan trọng đó, bấm nút. Nút. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây không phải chuyện đùa. Hai. Ba. Rồi, chúc mừng nha. Hai người nắm tay nhau, nắm thật chặt nào. Ủa sao ngọc bóng bóng vậy? Bóng nhau vậy? Nắm chặt vô bạn gái, thấy sao? Ấm. Được không? Được. Hả? Sự ấm được, tại tay bạn hơi lạnh tí. Nắm tay em gái thì nhiều nhưng mà một số cảm xúc mà rung động thì chưa có. Giờ có không? Có. Con. Có chứ. Vẫn chạy xuyên qua tim mà. Thôi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, chào anh Quyền Linh, chào chị. Và chào người bạn bên kia, chào quý vị khán giả. Trong cái mùa dịch bệnh hiện nay em rất là căng, cho nên là cũng mong mọi người là ta luôn giữ 5K. Tôi là Nguyễn Văn Tình, hiện kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh và sống tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tình sinh năm mấy Tình? Dạ sinh năm 1971. 71. Dạ vâng. Rồi mình kinh doanh về gì? Dạ về nội thất gỗ đó. Nội thất. Rồi, Nguyễn Văn Tình nha. Dạ vâng. Rồi, mời nhà gái. Dạ xin mời. Xin mời bạn ạ. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quỳnh Linh, chào Ngọc Lan và chào anh ngồi kế bên Quỳnh Linh. Em tên là Đinh Việt Nga, năm nay 37 tuổi. Nguyên quán thì là ở Hoa Thanh Quế, nhưng mà sinh ra thì ở Nga, nhưng mà lớn lên thì lại ở Đà Lạt. Như vậy là... nó quá nhiều chỗ hả? Dạ thì cũng nhiều quán, nguyên quán vậy đó. Dạ. Nên là cũng mình sinh ra ở Nga là đến bao lâu thì mình mới về lại Việt Nam? Nửa tuổi Ngọc Lan. Mấy? Nửa tuổi à. Là 6 tháng đó hả? À. Ủa sao mình về sớm? Mình đâu có lựa chọn được đâu, tại vì ông ba cũng về cái là thôi đi theo luôn rồi, kiểu vác về luôn rồi vậy á. À, nên là từ đó tới nay là có bao giờ mình quay trở lại Nga chưa? Cũng rất là mong muốn là được về nơi sinh ra, nhưng mà hiện tại chắc là trong tương lai sẽ cố gắng. Và hiện tại thì cũng đang sống ở và làm việc ở Sài Gòn. Công việc thì là mình là chuyên viên sản phẩm về bên thiết bị y tế. Bây giờ Tình nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho Nga bên kia nghe đi. Dạ, báo cáo tôi, cái ưu điểm của tôi là đá bóng, bơi lội và cũng biết chút về phòng thủ, tức là võ thuật, không có nhiều, chỉ đủ phòng thủ thôi. Dạ vâng. Cái khuyết điểm thì là ngủ sớm, khoảng 9 giờ là tôi đi ngủ rồi. Đó đâu phải khuyết điểm đâu. Dạ. Là tốt đó. Dạ vâng. Khoảng 3 đến 4 giờ sáng tôi thức dậy, tôi làm vườn này,
trồng rau, trồng ria, rồi cây có cái thứ không? À, dạ, vậy là ở thành phố Hồ Chí Minh mình có cái vườn cây cối hả? Vườn nhỏ nhỏ thôi. Hay quá. Đủ rau ăn. Ơi, ngoài nhà gái. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe về ưu điểm và khuyết điểm của nhà gái nè. À, điểm mạnh của mình thì cũng ít chứ cũng không có nhiều. Nói chung là cũng dễ gần, khá là thân thiện. Nhìn gần thì cũng thấy dễ coi. Thỉnh thoảng thì cũng hơi loi nhoi một xíu nhưng mà cũng biết kiềm chế. Nói chung là cũng mình nghĩ mình là người tử tế và không lăng nhằng. Không có lăng nhằng. Không lăng nhằng. Điểm yếu thì là cũng có hơi nóng tính một xíu. Nhưng mà kiểu là ý là cũng không phải là nóng vô cớ. Nhưng mà kiểu giới hạn thì nó cũng vừa vừa thôi. Chứ nó cũng không có kiểu chịu đựng được nhiều lắm. Cái lần mà mình nóng nhất là mình thể hiện nó như thế nào? Nóng nhất là Ngọc Lan là im luôn. Là không nói được nữa luôn. Nóng quá là im luôn hả? Nóng quá là im luôn. Còn nói được là kiểu là còn có thể đàm phán rồi cứu được, còn nếu không là im luôn, kiểu để trong bụng vậy luôn. Còn nói được là còn nguội đó. Dạ, hết nói được là nóng dữ lắm rồi đó. Nhớ nha Tình nha. Dạ vâng, cảm ơn. Anh Tình phải nhớ cái chi tiết này nha. Mai mốt mà hai anh chị mà có duyên đến với nhau mà mỗi lần thấy chị mà im là biết là đang nóng dữ dữ lắm rồi đó. Dạ dạ, cảm ơn chị. Thấy bài im là lấy nước xối liền nha. Dạ dạ. Đường tình duyên của anh Tình thế nào rồi? Dạ thì em thì trước giờ có hai mối tình. Mối tình thứ nhất là cái thời sinh viên hồi mới 16 tuổi. Xong rồi cũng 2 năm vào Sài Gòn, không vào thì hỏi cô ấy, cô nói là ở nhà thì em mới cưới, đi ra là em không cưới. Hỏi sao em nói đi ra là chồng của người ta thì ở Thanh Hóa là đi cưới. Thế thôi không ở Thanh Hóa nữa, vào Sài Gòn luôn. Vào Sài Gòn thì vào đây thì vô tình thì tới cái ngày đó vào chỗ cái ông bạn thân đi chơi. Thế là cô em gái cũng ngoài Thanh Hóa vào chơi với anh bạn thân ở trong này. Thế là thấy cua luôn, nó dính từ đó tới giờ thì cũng được khoảng 26 năm. Thì xong rồi cũng nói chung là không hợp nhau. Tức là cua là lấy luôn đó? Dạ lấy luôn. À là vợ anh đó? Dạ. Là quê Thanh Hóa luôn? Dạ đúng rồi. Rồi đụng hàng bên kia là qua Thanh Huế luôn. Tức là anh có gia đình rồi? Dạ. Hai vợ chồng sống với nhau 26 năm? Vâng. Wow. Được mấy người con rồi anh? À, dạ được hai. Lớn là nhiêu? Lớn sinh 2004, còn nhỏ là sinh năm 2009. Anh nhỏ là hiện nay đang là cầu thủ của Viettel ở ngoài Hà Nội. Như vậy là 26 năm anh chia tay từ lúc đó tới bây giờ là bao lâu rồi? 2018, hôm nay khoảng 4 năm anh. Chia tay 4 năm rồi. Dạ. Nhưng mà 26 năm chung sống với nhau chắc là căng thẳng lắm á. Dạ cũng không, cái duyên nó đi thôi, hết duyên. Đó, nhà trai tình hình đường tình duyên nó vậy đó. Em rất là thích cái câu của anh Tình hay nói đó là do duyên thôi. Dạ, cho nên là em cảm giác là đây là một cái người đàn ông rất là nhẹ nhàng luôn, đón nhận mọi cái sự việc rất là nhẹ nhàng luôn á, không có đổ lỗi cho ai mà cũng không có xét nét về tất cả những cái lý do, mà tất cả nó đều chỉ là do duyên. Rồi, tình trường nhà gái sao? Tình trường mình sao nè? Em thì kiểu cũng nếu mà nói cũng có khoảng hai vài mối tình. Thì tình đầu là lâu nhất, cũng kiểu quen biết từ bé luôn. Xong rồi sau này thì kiểu bố mẹ cũng là thân với nhau. Thế thì, tay trúng mã đó. Dạ thì cũng kiểu biết qua biết lại đó. Thế thì đến mà năm đại học, năm thứ ba đại học thì kiểu cũng quen được một thời gian, xong đó thì mới kiểu phát hiện ra là ảnh có người khác. Thì chỉ cũng là học chung cao học với ảnh, thành ra là lúc mà em biết vậy xong thì em chủ động em chia rút tay lôi luôn. Dạ rút lui luôn. Thì cái mối tình thứ hai thì cũng quen được anh cũng khá là tử tế, cũng rất là chu đáo. Thế nhưng mà vào cái thời điểm đấy thì em gái mất, nên là rồi cũng có giữa ba cũng có xung đột với lại ảnh một chút xíu. Nói chung là hai bên không ấy, thì lúc đó hai đứa cũng ngồi nói chuyện với nhau thì cũng thấy em nghĩ lựa chọn cái gia đình. Tại vì thật ra vào thời điểm đó cũng quá nhiều thứ dồn dập và mình thấy là không nên gây căng thẳng cho ba mẹ, tại mẹ em lúc đó cũng bị trầm cảm nặng. Đó, nói thì là lúc đó thì mình cũng chia tay mà giờ cũng có đó, tính là sâu động còn không sâu động thì cũng quen thì cũng nhiều hơn. Nhưng mà cũng quyết định như vậy thì anh cũng nói là sau này thì có lựa chọn ai thì cũng nhớ là phải sống cho bản thân mình trước.
Thì nói chung là hai đứa chia tay thì cũng đau khổ nhưng mà kiểu chấp nhận thôi. Giờ mình hỏi về cái gọi là mình nhu cầu tiêu chí của một cái người đàn ông lý tưởng của mình là gì? Đúng rồi. Cái đó mới quan trọng đó. Dạ. Thì em thì cũng hay có cảm tình với người nào cao tầm cứ gần 1m7 kiểu 6-7 đổ lên gì đó là có cảm tình liền đó. Dạ. Dạ được chị. Được. Ok Ngọc Lan. Được. Đây mét 7. Nhưng mà có điều là không có hút thuốc. Bên kia mới hút thuốc lào, không sao. Lào nó chứ không hút thuốc thôi. Bởi vì người ta buồn quá, một mình người ta say thuốc lào, người ta phê thuốc lào, người ta yêu thuốc lào. Dạ. Bây giờ nếu có người nào đó làm người ta say, người ta mê, người ta thăng hoa, người ta bỏ thuốc lào liền, đúng không anh Tịnh? Dạ. Về bỏ thuốc lào. Bỏ thuốc lào. Dạ. Thế này là nói chung là tại vì cũng làm ngành y tế nên là em không thấy là em cũng bị dị ứng cái mùi thuốc thôi chứ không phải chứ anh mới học thôi. À, ok anh. Bẹ thôi. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Với không gia trưởng. Không gia trưởng. Có gia em trưởng. Sợ lắm, không, em sợ. Này, sống hiện đại không gia trưởng đâu. Rất hiện đại không gia trưởng. Không. Hai chồng ở 26 năm mà nó chia tay không có duyên mà ông nói hết duyên rồi thôi. Không có gia trưởng gì luôn á. Gì nữa không? Dạ hết rồi. Vậy thôi hả? Dạ vậy thôi. Trời ơi dễ vậy, đàn trai ta đáp án liền luôn. Rồi anh Tình. Dạ. Anh muốn một người yêu như thế nào? Muốn một người yêu đi hết cuộc đời này. Trời ơi. Rồi người yêu không có dành khoảng 10% cho điện thoại thôi. Tức là không chat nhất trên điện thoại nhiều. Chat nhiều. Ta làm việc ta phải chat nhiều chứ anh. Nếu làm việc trên điện thoại thì không nói làm gì. Người yêu không, mong người yêu đi làm thì đi, về nhà thì dành thời gian cho nhà, cho gia đình. Anh có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, mẫu hình lý tưởng thì người phụ nữ phải rây rây tí. Rây rây? Không mập mập, rây rây. Rây rây là ốm ốm đó đúng không? Dạ, anh? Giống thì giống nhiều lắm thôi, thì mình cứ bằng lòng với là người yêu của mình thôi. Ngọc Lan được không? Bây giờ em hỏi anh là bây giờ mà rây rây như em là được không? Dạ thì như chị Ngọc Lan thì là tuyệt vời rồi. Bên đây rây hơn luôn. Là chuẩn rồi. Dạ. Bên đây là rây hơn luôn anh. Dạ, là vượt chuẩn anh luôn rồi đó. Rây hơn là càng tuyệt rồi. Vậy là thích rây rây ha. Dạ. Hôm nay Tình đi với ai? Dạ đi có một mình thôi. Một mình. Dạ. Rồi yên tâm. Một hồi mình gặp kia có gì tôi tư vấn tiếp ha. Dạ. Một mình luôn. Nghe đi một mình luôn. Rồi thế thì không có người nào theo để mà tư vấn thì ông Mai bà mối sẽ làm luôn nhiệm vụ đó luôn. Dạ. Okay. Cứ nói chuyện xong đi rồi tôi coi. Đúng tư vấn rồi. Sao bây nha. Giờ là mở rào cho gặp nhau đi. Rồi mở rào. Ơi chồng à. Dạ chào anh Tình. Anh có tặng quà không? Quà. Tặng quà. Hôm nay đến với chương trình thì không biết tặng cái gì, tặng em một cuốn sách. Xin đọc sách chút. Dạ cảm ơn anh, em đọc cũng nhiều lắm. Cảm ơn anh Tình. Em cũng có một món quà nhỏ nhỏ gửi tặng kỷ niệm anh. Dạ. Cảm ơn em. Yeah. Anh thấy em được hợp với anh. Yeah. Cảm ơn anh. Rây dữ lắm. Dạ cũng hơi mình dây nhưng mà kiểu cũng phấn đấu lên ký lắm á, cũng đang phấn đấu đã và đang. Thì lúc nãy em cũng có nghe là anh nói là anh không có thích kiểu ý là người ta đi nhiều quá hay chit chat này kia, thì thật ra là cái công việc của em cũng đi khá là nhiều. Trước dịch thì là tại vì em làm về bên này là cũng kiểu cho ASEAN luôn nên em bay các nước cũng khá là nhiều. Có điều thì kiểu em, con người em là cũng khá là nghiêm túc. Không sao. Dạ, là không sao đúng không? Ok. Bây giờ mỗi người nói về quan điểm hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Em cứ đi thoải mái nhưng miễn sao cứ chung thủy với gia đình là được rồi. Dạ. Đừng có lại như mối tình trước của anh sợ lắm. Ok. Như anh Quỳnh Linh nói, quan điểm của anh thì là về tình yêu sao, anh muốn tiếp người thế nào hay làm sao không? Không, người thì anh thấy em thực tế đây là anh thấy em được. Dạ. Yeah. Ủa, nhìn ngoài thôi anh kiểu. Nè, bây giờ anh rất là sợ bị lặp lại cái tổn thương cũ đúng không? Anh cần một người chung thủy. Vậy thì bản thân anh có làm được cái điều đó hay không? Anh làm được.
Sao không được, người ta 26 năm được, là cũng được đó. Tại vì bên đây người nói thì nói chứ người ta gái người ta cũng sợ lắm đó. Ok ok, anh sẽ bỏ hết tất cả những cái gì mà quá khứ, mình sẽ tập trung vào phía trước. Dạ. Rồi, đã nói, anh nói vậy là cũng an tâm rồi đó. À, bây giờ có muốn hỏi gì về quan điểm hôn nhân không? Thì đó, nãy Ngạc mới hỏi anh đó mà anh chưa nói. Điểm hôn nhân của anh thì về nếu mà đẻ thêm đứa cũng được, mà không đẻ cũng được. Là vì anh thì bây giờ cũng con lớn rồi. Dạ. Đấy, em thích đẻ thì đẻ, không đẻ thôi. Thôi, tùy em à. Dễ thương quan trọng vậy trời. Là anh có thể được không? Anh hỏi ngược lại đi, nói bên đây muốn đẻ mấy đứa. Em sao em? Em thì nói chung là em cũng thích kiểu người kiểu cũng thẳng tính giống như anh vậy. Nói chung là cũng thích người chu đáo, chung thủy, cái đó quan trọng. Tại vì trước giờ thì những cái người trước đây mà em gặp thì hầu như là đều dính tới trà xanh á. Nói chung là có trà xanh không, nên là rất là dị ứng cái chuyện đó. Yên tâm, đây không có trà xanh. Dạ, thấy... chỉ có thuốc lào thôi. Đây có trà khô. Đây có trà khô, trà khô. Không thuốc lào thì anh có thật là anh mới cái thuốc đây. Dạ. Thế là anh bỏ được. Anh sẽ hứa với em là anh bỏ mọi cái vấn đề phía trước, dạ, phía sau. Dạ. Bây giờ mình sẽ tập trung về phía trước và okay, sẽ tập trung tối đa. Yeah. Còn về cái vấn đề mà này kia nọ thì cũng không phải lo nữa. Này kia nọ là gì anh? Nhà cửa anh ở Sài Gòn, anh có em ở quận mấy? À, em ở bên quận 2, bây giờ là thành phố Thủ Đức á. À, nhà có đúng không? Nhà có, nhà anh ở bên quận 12. Dạ. 12. Giờ ở nhà với ai? Ở nhà con mình à? Một mình luôn. Một mình luôn, nhà to sợ. Nhà to sợ ma. Ma. Bây giờ là muốn Nga về ở chung không? Đúng rồi, muốn Nga ở chung. Muốn đúng không? Muốn. Thích chưa? Thích. Thích nhiều không? Thích lắm thích chưa? Nhiều lắm, thích lắm luôn rồi đó. Được chưa bà nói? Dễ thương. Bên tôi là thẳng thắn vậy đó. Bây giờ nè. Bây giờ chuyện hẹn hò sao? Là Nga là chưa có con. Dạ. Thật ra là Nga cũng muốn có đứa nhỏ đúng không? Dạ, em thích con nít lắm. Dạ. Thích đúng không? Dạ. Tại vì phải có đứa nhỏ. Dạ. Để coi như mình có con chung này kia, mình chăm sóc, mình yêu thương. Dù sao nữa nó là một cái sợi dây kết nối tình cảm giữa hai vợ chồng đó. Dạ. Còn Nga là con Nga thích đó, thích sinh đó. Dạ. Anh tính sao? Ok thôi. Hả? Sao anh cái gì không ok chứ? Là nếu mà ý anh là sinh là em tuổi gì? À, em là tuổi Tý. À, tuổi Tý hợp. Dạ. Với anh. Đúng hợp, đúng người mẫu anh đang kiếm. Tuổi Tý em có nếu mà ý anh là nếu mà sinh đứa nữa thì năm Mèo là năm kia đẻ được không? Có hợp không? Mèo có bắt chuột không? Đẻ không là do anh á. À, mà không đẻ cũng được à? Không. Dạ. Đẻ không do ông á, chứ bên đây người ta chưa đẻ lần nào mà. Bây giờ lâu quá không xài. Không. Bây giờ cái này là nó thật là máy xịn. Đúng là nổ thôi. Xịn không? Xịn, đúng là nổ. Bao lâu rồi chưa nổ? Cũng lâu năm rồi. Rồi. Mấy năm rồi. Em sợ phải về phải tăng trang lại á. Ông bây giờ nhiều khi về phải chạy rô đai lại. Rô đai lại coi. Tại vì anh với nhà bán đồ gỗ xong rồi chiều lại cái bạn bè nó rủ đi nhậu đi mà không đi ngủ à. Hôm qua ngủ lúc 8 giờ. Giờ hứa gì giờ, quá giờ rồi. Thật ra Nga phải bắt buộc phải sinh đứa con bởi Nga chưa có gia đình. Hứa đi. Anh đẻ được gì đó hứa cho Nga coi nha, tin luôn đi. Nga phải đảm bảo là đẻ được nha. Đảm bảo đẻ được luôn. Ồ, đây hai thằng to cao đẹp trai. Không, bây giờ bỏ qua chuyện đó, giờ hứa. Hồi nãy anh nói là bỏ qua quá khứ, đừng nghĩ gì phía sau vậy đó. Nhưng mà giờ ổn không anh? Anh hứa với Nga là sắp tới anh sẽ cố gắng đẻ được, thế nào hứa đi. Đây là em đâu có đẻ được. Đẻ không? Không có anh làm sao người ta đẻ? Đó. Rồi, vậy là kết hợp, phối hợp với nhau đúng không? Ừ. Thì anh mong em đẻ cho anh đứa con gái, con trai là không quan trọng. Nếu mà con trai thì anh sẽ cho theo cái con đường bóng đá. À. Nếu mà con gái thì đi theo cái nghề của em cũng được, mà đi theo cái nghề ca sĩ cũng được. À. Anh thích ca sĩ. Ừ. Em thì nói chung là con cái thì nên để nó lựa chọn, với lại là kiểu quan điểm là nó sẽ phải xem là nó mạnh cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì thì mình phát triển đúng hướng. Hướng nó ngay. Giờ thì đúng là hướng thì tốt, kiểu ba mẹ thì nên khuyên, nhưng mà cũng theo em thì là mình khuyên bảo thì tốt thôi, khuyên bây giờ, thôi. Dạ. Bây giờ chuyện hẹn hò chuyện cưới xin sao nè. Đúng rồi. Khoảng khi nào cưới được nè. Bây giờ nếu mà đồng ý thì sang năm mới cưới. Tháng năm là năm còn có nửa tháng nữa đó. Đúng rồi. Nửa em tháng nữa là sang năm rồi đó. Giờ còn có 20 ngày. Quan trọng là nhà gái chịu không nè. Dạ. Nửa tháng em nữa. Em suy nghĩ đi anh. Trời ơi, tôi bất ngờ. Thí dụ hả? Bây giờ em đã thí dụ giờ bên em ta thương quá rồi. Ta tới ta cưới hỏi luôn. Anh máu lên tới tận cổ rồi đó. Xuống rồi anh, xuống lắm.
thì số quá. Vậy thôi sướng quá. Máy không nổ này 4-5 năm rồi đó. 4-5 năm rồi đó. Ừ. Cẩn thận, nhất là nổ, nhất là nổ đó. Bây giờ là anh chứng minh cái khỏe khoắn con người anh đi. Bây giờ hồi nãy anh nói anh có miếng vỏ đúng không? Thì ra thử muối về được anh. Thử thử nha. Đúng rồi. Tức là thử ở đây là chỉ phòng vệ thôi chứ không có phản công ai. Rồi thử cho người ta thấy được cái sức mạnh mẽ của đàn ông nào. Cái em né không à. Tại vì chân mặc quần này không đá được. Thử thử ra tới đâu không đá được. Thử ra tới đâu. Ừ. Đó. Hít đất luôn coi. Hít đất hả? Ừ, hít đất là nhà mà. Hả? Hít đất là nhà nhưng mà đâu có hít được. Trời, nó hít thử coi cho người ta chứng minh cho đàn gái thấy mình khỏe phát. Good luôn à. Khỏe. Đó. Cái dòng mà dảnh dảnh mông này dễ dữ lắm à. Ủa, kỳ vậy. Rồi, rồi đúng rồi anh ơi, đúng rồi. Khỏe rồi. Ok, khỏe rồi. Rồi. Okay rồi. Em tin rồi. Em tin rồi. Em cũng tin rồi. Trời ơi. Khỏe dữ không? Không. Dạ, rồi, được okay. Rồi, ổn rồi anh, ổn. Ổn rồi. Làm cũng được, làm cũng được. Tin chưa? Tin đây khỏe chưa? Dạ, thấy cũng ổn. Ổn không? Ok. Bây đây, giờ đây đang có nhà nè, sẵn nè. Nhà to, sợ ma, ở con mình. Ha. 4-5 năm nay máy chưa nổ. Anh tình giờ em hỏi. Sao? Bây giờ mà dắt tay nhau đi xuống cái sân khấu này một cái là anh dắt người ta về nhà luôn không? Dắt về luôn. Chứ giờ nhà rộng dắt quá. Dắt về nhà nấu cơm ăn, nấu cơm cho anh luôn. Anh có cái món là gà. Chiều nay là anh nấu ăn được hả? Oh good. Anh có cái món gà, anh có cái món gà rột là món gà tái chanh. À, là gà lộ đúng không anh? Không, gà tái chanh gà đặc biệt. Gà tái chanh hả? Ừ, đấy. Rồi, thôi vậy được rồi. Ái cũng chịu lắm, giờ đây không bấm là tôi bấm. Đó. Ủa, cái 3 năm rồi, 3 năm rồi. Giờ quyền quyết định của các bạn thôi, để tay vào nút bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Nếu thích, chúng ta bấm ngay nút bấm, đừng chờ đợi gì cả. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Được đó Nga. Anh cũng hồi hộp lắm. Thật ra là anh thấy ở Nga có một sự suy nghĩ hơi gọi là hơi đắn đo một đo chút xíu. Nhưng mà anh nghĩ rằng Nga cũng là một cô gái trưởng thành rồi. Nga có thể quyết định được cuộc đời của mình, có thể thật ra sướng hay khổ cũng do mình. Thật ra là tất cả mọi thứ cũng do mình quyết. Nếu mình quyết đoán, quyết định thì mình sẽ xử lý được hết. Ok. Em cũng nghĩ là em cũng nên cho bản thân mình cơ hội và nói chung là cũng để thử xem kiểu hai bên có tìm hiểu xong rồi có thấy hợp nhau thì dạ về thẳng nhà anh nấu cơm vậy mà. Dạ thôi để sau tính đó, anh đó, xuống đó qua lại chứ không phải mình anh đâu em lo. Rồi bây giờ là chắc chắn là người thân của Nga đang xem chương trình. Thôi em sợ nhất đó anh. Bây giờ thì Tình sẽ nhìn thẳng cái máy coi như là ba mẹ mình đang ở đâu. Dạ ba mẹ em đang ở Gò Vấp. Ừ, dạ, ba mẹ luôn đúng không? Dạ. Rồi bây giờ nói là thưa hai bác, hôm nay con với Nga có duyên gặp với nhau rồi, con xin phép hai bác cho con với Nga tìm hiểu nhau. À, nếu được thì con sẽ hứa làm gì đó. Đó coi như hai bác đang trước mặt mình đó. Nói với Tình. Dạ con hôm nay con nhờ chương trình hẹn hò thì con biết được ở đây thì hai bác đang xem qua truyền hình màn ảnh nhỏ, thì chúc hai bác có một sức khỏe dồi dào và hôm nay gặp bạn Nga tức là cũng xác định con xác định là bạn đời của con, thành thử xin hai bác cho con hôn em Nga một cái. Bản lĩnh. Yeah. Rồi được rồi, như thế là thật ra là nó gọi là tiếng sét đó. Yeah. À, không biết Nga thế nào nhưng mà với Tình thì Tình đã cảm xác định là Tình rất là mãnh liệt. Đúng rồi, mãnh liệt, mạnh mẽ, quyết đoán luôn. Trong tình yêu đôi khi nó cũng thế đó. Dạ vâng. Ha, cố gắng lên Tình nha. Dạ, cảm ơn. Ok, anh. Chúc cho hai bạn sẽ sớm về chung một nhà, sớm tìm hiểu nhau và thông báo cho chương trình càng sớm càng tốt nha. Dạ. Dạ. Cũng xin chúc cho chương trình và ekip đài truyền hình Bạn Muốn Đèn Hòa một sức khỏe thật là tuyệt vời. Cái gì cũng của chung cả nhưng có mỗi sức khỏe là của mình. Nên cố gắng mọi người hãy giữ gìn sức khỏe và siêng tập thể dục đều đặn để đánh bại mùa Covid. Hay quá.
Rồi. Xin cảm ơn mọi người, cảm ơn anh Quyền Linh và Ngọc Lan, cũng như mọi người còn mà hôm nay mình cũng có cơ hội để kiểu có cái thêm cái một cái mối duyên có thể là bắt đầu. Hãy cố lên, cố gắng chăm sóc mối tình nha. Dạ, vâng, cảm ơn bằng anh. Mọi giá tình dạ, nha dạ. Quyết định nha, dạ. Quyết liệt dạ. Okay. Mạnh mẽ đúng không anh? Mạnh mẽ lên dạ, vâng.